Hôm nay em đi sẽ vẽ cái mẫu Hawaii cho cô khách này nè các bạn. Rồi bây giờ mình vẽ màu xanh trước ha, giống như cái cầu lá dừa trước vậy đó. Put it down here for me. Qua nó riêng à, mình vẽ cái tàu lá trước rồi qua bên đây cũng vậy, nó tự tự như cái tàu lá dừa chứ cũng không phải hẳn là lá dừa các bạn. Rồi đây mình tô ra. Rồi giờ em xong em cho hơi nha. Rồi bây giờ qua đây em sẽ vẽ một cái bông màu cam. Cô vẽ cái mẫu Hawaii để đi đám cưới đó các bạn. Rồi bây giờ em sẽ dùng cái màu cam nè, vẽ cái bông nha. Cam mà hơi đỏ đỏ rồi không cần mất dạ. Rồi bây giờ vẽ cái bông cam hơi đỏ đỏ nha. Cái bông ba cánh rồi. Rồi bây giờ mình cho hơi ở đây. À, bây giờ tới bên đây mình vẽ cái bông ba cánh nè. Rồi bây giờ mình cho hơi qua đây nha. Cái bước kế tiếp là mình sẽ chấm cho cái nhị màu vàng các bạn. Rồi cái chấm cho cái nhị màu vàng. Hi. Put out the color, please. Rồi mình chấm cái nhị màu vàng nha. Rồi mình lấy cây chấm nè. Ok. Cái nhị hơi vàng vàng, cam cam nha các bạn. Mình chấm đây. Rồi. Qua bên đây cũng vậy. Cây này nó ngắn quá đây. Và y như cái màu của cô khách chọn luôn. Rồi. Rồi vậy là mì đã xong được cái mẫu đó các bạn. Cái mẫu Hawaii cho cỡ nè, tại cái đầm của cỡ cũng là cái mẫu giống như vậy. Để đám cưới Hawaii nên em mì gọi là cái mẫu Hawaii dài nha. Cái bước sau cùng mình mở nước bóng lên nha. Các bạn đừng tiếc cho em mì một cái like, một cái share, một cái đăng ký kênh ủng hộ em mì nha các bạn. Nếu các bạn coi ở Facebook thì các bạn nhớ cho em mì một cái follow. Còn ở YouTube thì YouTube em mì Quỳnh các bạn có rất là nhiều cái mẫu nail mà căn bản em mì chia sẻ. Các bạn vô YouTube thì các bạn nhớ đừng quên ủng hộ em mì bằng cách đăng ký kênh cho em mì nha các bạn.